Dạ Tùng xin chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh Sám Sát TV của mình. Hiện giờ thì mình đang đứng ở gần cái cầu Mỹ Thuận mọi người ơi. Hôm nay mình có hẹn với anh Nghĩa. Anh Nghĩa 2 năm 3 đứa. Anh Nghĩa hôm nay nói đăng mé ở cái gạch nào ở gần đây nè. Rồi mình hẹn với anh, chờ anh đang rước. Nãy giờ chưa thấy anh nữa. Hôm nay kiếm mớ cá lồng tông quay cho mọi người xem nha. Mùa này cá lồng tông được cũng nhiều lắm đó mọi người ơi. Ở đây có dàn bè nè, có mấy cần thủ cũng ngồi đang ngồi trâu. Cuối cùng mình cũng tìm được anh Nghĩa mọi người ơi. Hiện giờ thì anh đang đang dở cái đăng. Hello anh Nghĩa. Xin chào. Vậy hả? Ồ. Ồ vậy hả? Wow. Vậy là cái đăng mé anh Nghĩa làm dưới cái dạ cầu mọi người. Ở đây có cái cầu. Ảnh đăng từ cái bên bờ bên đó qua đây nè. Đây là cái đăng của ảnh. Tính ra ngay cái góc cầu cái tiện quá ta, cột dây vô khỏi cấm cây ha, cấm xào ha. Đó. Đây cái xuồng quen thuộc có nghĩa nè mọi người. Cái xuồng này vô nước bình địa nè. Lần trước mình đi cái xuồng vô nước cũng bình địa luôn. Ủa cái này là không à, nãy giờ anh trút mấy lần vớn rồi? Một lần. Vậy hả? Thông thường mình trút vài lần mới hết phải không? Nó chạy từ từ mình trút từ từ. Ủa có cá kìa nè ai ơi. Ô, dữ rồi. Hiện giờ là nước rộng hả mọi người? Từ ở trong cái gạch nó chảy ra sông lớn. Ở ngoài đó là cái bờ sông Tiền. Hướng về đây chút xíu là về cầu Mỹ Thuận nè mọi người. Nãy mình đứng ngay cầu Mỹ Thuận luôn á. Kế bên chứ không phải ngay. Nên ngay các bạn cự à. Một mình một người mà tự một mình chiến đấu luôn hả? Giờ này anh gỡ mấy cọng dây mọi người. Gỡ dây lưới. Ủa đổ hết chưa? Chưa. Vậy hả? Còn cuối nữa. Ủa sao anh ấy rồi? Có nghĩa là mình gỡ đại rồi nó vô đó đổ hết rồi hả? Vô túi hết rồi hả? À. Em tưởng nó đổ xong rồi mình mới xả lưới chứ. Chưa. Còn quận nữa. giờ này bắt đầu đổ rồi. Rồi. Hên quá, xuống vừa cũng kịp lúc. Bữa nay từ Đồng Tháp mình chiến đấu mình đi tới Vĩnh Long luôn mọi người. Anh làm khu vực này chắc cũng nhiều hoa anh nhỉ? Nhiều à. Vậy hả? Phụ không em xuống phụ. Tại vì nhóm nhóm lên cho ba cái nhét ra bớt. Rồi. Xuống luôn. Xuống xuồng ha. Mời cả nhà xuống xuồng nha, đi bắt cá nha. Em đứng đây ha, em lại đằng cái đằng đó. Lại đằng đây. Đặng ha. Bước trên ra lưới được không? Được. Được ha. Dạ, cũng ngập nước vậy. Ôi. Trời ơi, cá chốt rồi đó nhà ơi. Trời ơi. Qua trời cá chốt rồi. Bữa nay anh nhảy trúng đậm rồi mọi người ơi. Chỉ cần là cái này coi sơ cái đục nè. Ôi trời. Này dự định chắc mấy trăm ký á. Ôi trời. Nè bà cậu đội anh Nghĩa mình nè. Tại ở xa nói tới 11, 12 giờ mới đổ. Cá chạy chạy sớm mới đổ sớm à, cho đến thôi nó kẹt quá nó ngập ha, mình đổ từ từ trước ha. Bạn hàng đang chờ. Ủa gì luôn hả? Đi rồi ha. Ở đây cái gì mình làm cái bờ kè phải nói là kiên cố quá ta, lực lượng quá chừng luôn. Ủa cầu hay cầu dân đi hay cầu nội bộ của người ta ta?
Ủa vậy sao? Phế liệu nữa. À vậy là cái bãi người ta hai bên luôn ha. À vậy có nghĩa là cái đất của người ta hai bên là mấy cậu đi qua lại luôn mọi người ơi. Hay thiệt. Wow. Còn mình bắt cá giữa. Đúng rồi. Rồi bắt đầu tiếp tục. Tiếp tục. Co cá bự lắm, khoảng 30 kg. Dữ vậy hả? Ra lưới dội là hoài. Bạn ơi, nhóng nhẹ lên, bạn coi. Tối nha, tối. Đó, mọi người ơi. Ồ, này đi bày cá chốt không à? Này cá chốt không à, gặt ghi hay sao ta? Cá này, cá xác mình á. Gì? Cá xác sao? Xem nó tưởng cá chốt chứ. Xác mình á. Ủa vậy hả? Trời ơi, lần đầu tiên thấy cái xác giống vậy. Thôi em nhìn lộn vậy. Oh sorry mọi người nha. Nãy nhìn sơ sơ em thấy nó dài mà nó nhỏ nhỏ, em tưởng con cá chốt không à. Bữa nay mình trúng mẻ cá xác cái con. À vậy hả? Xác lứa. À xác lứa, bởi vậy thành thường cho anh em mình giăng lưới với cá xác bự hơn này. Đúng rồi. Trời ơi, vậy là chỉ có đăng mé mới có dính cái cỡ này thôi. Chứ nếu mà mình giăng lưới là nó lọt rồi. Rồi các bạn ơi, độ hỏng nổi luôn bạn. Hỏng ơi. Nổi, bụng không? Không thường nào kéo. Trời ơi quá trời ơi, đầy cái túi luôn mọi người ơi. Rồi sao? Đầy túi rồi. Bây giờ rút từ từ ra thôi. À ok. Trời ơi không có rút được mọi người. giờ anh nghĩ xúc ra từ từ. Bây giờ đã đầy cứng rồi. Thôi. Ok. Ê bây giờ đúng rồi anh cột rồi ha. Mình phải cột, mình gia cố phía bên đây chứ. Mình phòng hờ cái đó giống như cái đai an toàn luôn. Wow. Quá đủ rồi. Trời ơi. Đi ăn lưới mà ngày mấy ký nhìn cái cảnh này thì chứ. Chắc xỉu quá. Kiểu này xúc này chắc tới chiều mới còn quá. Quá hấp rồi. Vậy là cái đợt này dữ hơn đợt đầu nữa hả? Nhiều hơn. Ôi ôi cái nhà ở đây nè. Cá sống luôn. Cái này mà nhờ cái khoan của anh nó bự á, cái đục của anh bự á, thấy không? Ba tấn mà chứa hỏng nổi. Trời ơi ông này ông chiến đấu một mình đó. Trời ơi chơi không chia cho ai luôn, không muốn đệ tử theo gì chứ phụ. Hay thiệt chứ, không có gãi mồi không mà lại giữ thần nha trời. Không. thiên nhiên đúng rồi. Mình chọc bánh mọi người chứ cái gạch này nước ra vô mà sao gãi được. Mọi người nguyên bày luôn. Đi dần. Bởi vì nghe anh Nghĩa kể không à. Mà hôm nay là lần đầu tiên mình thấy, mình lần đầu tiên mình mục sở thị cả nhà ơi. Nhóm thử coi nổi chưa. Trời ơi sao mà còn dữ quá bạn ơi. Trời ơi nó đầy ẹt, nó tròn quay luôn. Đã đầy luôn rồi bạn ơi. Trời ơi nó tròn quay luôn á mọi người em. Cái hoành này dữ lắm đó. Cái đường kính của cái này là như ta cả thước. Một thước đúng. Một thước luôn phải không? Một thước cái túi giớn ở cả nhà, cái đường kính nó khoảng một thước á cả nhà. Một thước đúng luôn á. Một thước chiều dài 8 thước. Thì giờ 8 thước mà đầy luôn rồi, cả nhà nghĩ coi nhiêu ký. Trời ơi. Trời ơi mình vui lây cho anh Nghĩa luôn mọi người ơi. Bởi vì hôm nay tính đi trải nghiệm cho mọi người xem một buổi đăng mé con Nghĩa. Nhưng mà hôm nay là thật sự là rủ mọi người đi chi vui với anh Nghĩa luôn rồi đó. Chi vui mọi người ơi. Này phải có người nữa ha, đứng vịn anh xúc mau ha. Em mắc quay rồi. Thì chứ hơi có lỗi với anh Nghĩa. Thôi đầy ẹt luôn rồi.
Cái lợp đã đầy rồi. Cái gỗ này bự lắm chứ. Nó đầy gỗ không à. Gỗ này ít nhất cũng 5 kg. Thế hả? Trời ơi. Ê, có cái sắt này thì nó nhỏ thì giá nó sẽ thấp hơn cái sắt kia hay sao? Thấp hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà số lượng mình nhiều thì tính ra bữa nay mình trúng đậm luôn rồi đó. Bạn hàng chỉnh đưa giá ra 20.000. Dạ. Show luôn. Ừ. Dạ, ông thấy con cá bự gì kìa. Ừ. Ê, có con cá bự lắm đó. Có con cá bự tự nãy giờ dội lướt hoài nè. Rước. Của anh, đó, đã thấy nó đó. Trời ơi. Hơi méo rồi. Chạy rồi. Ra không? Nãy á sao ông chửi hào. Ông quất đi qua hơi lúng qua đây luôn. Con cá gì? Nãy giờ nó đụng. Lướt làm đùng quay. Nó đụng đăng nó dội lại hoài. Ông anh con nói nè. Con bự lắm. Trời ơi, cái đăng dở lưới rồi chứ phải cái đăng còn lưới là nó dội lên lại là có thể bắt tiếp được. Vậy hả? Dở rồi, sập xuống rồi. Thiệt tình. Trời ơi. Bữa nay phải anh đó anh dính một cái nữa. Rồi vô rồi. Chạy luôn rồi. Anh ngó coi nhiều khi chạy lên hồi xuống lại. Làm đùng 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 quay mà tại mình không có phương tiện gì thì để bắt nó luôn. Ừ. Ê, bên đó mình còn dây không hay cuốn hết rồi? Cuốn hết rồi. Ừ. Tưởng còn dây kia căng lên lại cuốn bên à. Trong bắt nhổ lưới luôn rồi. Ừ. Rồi mọi người ơi, một phao thì khoảng 5 kg mà nãy giờ biếu như tao mà nói, tại vì cái túi này không á, cái đợt này á, nãy mình thấy á, lúc mà anh vừa kéo lên á, anh mở dây ra là nó đã đầy rồi, mà cái này á, nó dài 8 thước rồi mọi người. Ôi, tự hình dung thử coi, không biết ai hình dung nổi không đây. Trời ơi, cũng vẫn còn y nguyên các bạn ơi. Tự nãy giờ. Trời ơi, cả nhà ơi, nước trong cả nhà thấy không nè, nó đầy tới đây luôn nè, rồi nó dài đây nó bề hoành bề đường kính của cái này là 1 thước nè cả nhà, và dài 8 thước. Dài tới đằng đuôi đằng đầu này nè. Không bao giờ đổ được luôn. Không bao giờ, xúc tiếp. Mà xúc hay cực ha. Xúc hay quải. Rồi. Xúc tiếp nữa bạn ơi. Xúc tiếp bạn ơi. Ông mà chạy dính ông chơi gì quýu cái nha. Con cá này tụi mọi người bự lắm, cả chục ký á, anh nghĩ nó bự lắm. Anh con anh đó ông đi ông lấy cái chài ông giải kìa. Con cá to lắm rồi. Sao anh? Dội lướt đùng đùng nãy giờ. Trời ơi sao đổ hoài hay vẫn còn hoài. Ý là mình quay bên kia mới mình quay lại đó. Dữ lắm rồi. Luôn rồi. đầy sệt luôn. Không, không, bữa nay cảm ơn nghĩa thiệt cho em. Rồi, vô anh. Trời ơi. Cao thủ. Vô. Chụp chị á. Con cá này sao thoát được. Bự lắm bự mà. Ra lướt đùng hoài. Chắc em nhảy xuống mình chạy cái này lắm. Xuồng bây giờ đã đầy cứng luôn rồi. Trời ơi, cả nhà ơi. Coi nè. Cái đục của ảnh là 3 tấn đó cả nhà. Mà để
mình gờ tay coi nè. Ôi ừ, cả nhà ơi. Chắc cỡ 500. Con đó còn nhỏ mà. Ê con nào bự nữa đó, anh nghĩ nó bự lắm. Rồi, con bự lắm bự. Anh nãy anh coi con kia cỡ nhiêu? Cái con mà nó chạy lên á. Khoảng chục trên. Đúng vậy hả? Là lên lướt đùng mà. Rồi có ngồi anh ơi, quá đã đây. Còn con bự đó, canh nãy giờ có thấy không? Hay là thấy cái này hả? Con đó là bé nó rồi. Đủ ngồi nhậu chưa? Dư ha. Ờ tưởng chưa đã có lấy lại cho miếng cái gì nhậu tình cảm kỷ niệm anh ăn miếng hả 2 kg hả. Trời ơi không thứ nào chịu nổi. Đúng rồi, ở đâu cũng có lộn mấy con cá lồng tông như thế ta, bự quá vậy. Một vài con à, ở đây dài qua tháng 2 và tháng 3 là lòng tông nó mới nhiều lên ha. Lòng tông gạt thì có mãi cá sát làm quá lòng tông không chạy nổi à, giống như nó xâm chiếm ấy ha. Chiến rồi đang cũng mười mấy 20 ký lòng tông. Chiến này cá sát quá à. Rồi chúc mừng anh ơi, bữa nay không say không về. Con bự nữa canh với bắt đi. Nhóng nhẹ lại cái nữa coi bạn ơi. Nhóng nhẹ. Coi ra sao rồi. Trời ơi cũng vậy các bạn. Quá tiền trình luôn rồi. Thấy không có giật gì trơn bạn ơi. Trời ơi làm sao mà chút bạn ơi. Chắc xúc nữa quá. Xúc hoài chừng nào rồi. Thôi bây giờ vậy nè. Em hai người phụ đi, một người bỏ lên xuống dưới bỏ lên. Không nổi đâu. Hả? Xúc nữa đi. Xúc nữa. Rồi. Chứ bà không nổi. Rồi xúc kia này thì ngập rồi đã ơi. Thôi để mình tắt máy mình phụ anh nghĩ chút xíu đi mọi người. Cho mau mau đi cho cá nó mạnh. Rồi hồi đi bán cá mình quay tiếp mọi người xem nha. Đánh đổ cái này cái đi. Ok. Giờ mình tạm nghỉ một xíu mình phụ anh nhé mọi người. Em bữa nay cũng lần đầu tiên được thấy đó anh trai. Nè, anh ấy đi. Để đưa em xúc cho. Ừ. Rồi được rồi. Rồi. Gai nha. Dạ. Chín trưởng hả? Được không? Đủ chưa? Rồi. Rồi cảm ơn nhiều rồi. Rồi chúc anh vui vẻ nha. Nãy con cái gì coi đây. Tây tượng hả? Nhà anh gần đây không? À vậy hả? À nãy thấy cậu Đúc có bên đây có quán cà phê đúng không? À rồi. Mới mốt về ủng hộ kênh 66 TV giúp em. Ha, cảm ơn anh trước nha. Mới mốt anh tên gì? Tú. Tên Tú ha. Mốt comment vô nói anh Tú nè, anh Tú Vĩnh Long nè, là em biết liền nha. Rồi cảm ơn anh trai nha. À, để mình quay trở lại mình tiếp tục phụ anh Nghĩa mọi người. Rồi cho dùng nè. Rồi sẵn đây có anh Tú phụ mọi người. Ba anh em mình gắn đổ cái túi vấn này vô cho anh Nghĩa cho mau coi. Chứ để xúc cái bằng cái gỗ lâu quá. Chứ đổ luôn. À hiểu rồi. Giống như mình phân ra ha. À cũng hay. Từ nha, giờ vũ cái đấy nha. Nó có giùm đưa nè, nguyên lặng luôn. Rồi. Đúng rồi. Khoan. Sao em yếu vậy? Ra đưa ra được. Rồi xả ra kia xuống. Rồi anh đổ đi. Không thể nào đổ.
Từ ở đây thì chứ đi xuống Vĩnh Long gặp cái cảnh thì quá kinh hoàng mọi người ơi. Thơm dạ, nó dạ. Này nó nói đang 1-200 ký sao phải tin phải không? Bởi vậy nói thì ham đó nhưng mà chưa có thấy tận mắt. Chưa biết sao. Anh Tú. Anh chưa về anh phụ anh em chút xíu nữa nha. Chứ không có anh nào hồi nãy giờ anh em tiếp xúc từ từ hoài đó. Chưa nha, để em nắm gần này cái đã. Ăn cho nó có lực. 2, 3, lên. Rồi. À. Đổ cá, giống cá đi biển quá. Đúng rồi, giống ngoài lưới biển ta làm ha. Ngoài biển mới có cá nhiều vậy nha. Thằng con mạnh trên chảnh không bắt cá cơm nè. Giờ dạ. Kéo là một cây, Dạ. Ôi ôi đầy ẹt hết trơn cả nhà ơi. Giờ nó kính luôn rồi đó. Kính đó. Bây giờ á mấy. Đây cầm này đổ phát nữa. Giờ mọi người biết không là mấy con cá này á, bây giờ nó vô đây nó nằm á là con nào nằm đâu nằm đó chứ không có lội tới lội lui nữa. Cái chim à? Cái này ít. Rồi, cảm ơn Tú nhiều luôn Tú ơi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em đây cũng cuốn lưới giọt luôn. Dạ. Ê, xỉnh chứ nhớ kênh 66 TV nha. Về ủng hộ em với. Em ở Đồng Tháp á. Dạ rồi. Rồi, giờ anh em mình đã đổ xong cá rồi mọi người. Nhờ có anh Tú ở sớm này anh phụ nè. Chứ thôi anh em mình làm cũng hơi lâu. Anh tranh thủ đem cá này về bán cả nhà ơi. Chứ để nó cũng yếu quá. Tại nó không con nào mà bơi được cho cả nhà, nó đầy ẹt hết trơn rồi. Giờ tới đâu không dám giờ. Gai không mà cả nhà. Nó xét mà. Gai không. Còn chỗ nào để nắm được á. Rồi. Mới giờ nó thon thon nó nhỏ vậy mới giờ mày nãy em nhìn nè, nếu bự như con cá này á thì mình biết con cá xét cả nhà. Còn mấy con như vậy mình nhìn xa mình tưởng con cá chốt không à. Bên này giờ cá chốt giữ cá chốt cũng có giá lắm. Rồi, giờ anh em mình về mọi người ơi. Anh em mình trên đường đi con cá mọi người ơi, nhưng mà bữa nay nắng quá nắng đi, chứ lại đường xa nước ngược nữa, từ dưới Mỹ Thuận chạy về nước ngược chạy không nổi luôn. Cũng có lớp trên nó bị chết, lớp dưới thì nó còn đỡ, chứ lớp trên nó nắng quá nè mọi người ơi. Mặt trời hôm nay nắng mình cũng lo lắng quá đi. Thấy lâu lâu anh em được trúng bữa cá và cậu đãi như vậy mình mừng lắm, nhưng mà thấy tình hình nó căng quá mọi người. Thôi mong ông bà bữa nay có thương anh Nghĩa thì độ cho mấy con cá nó đỡ đừng có chết. Anh có báo số lượng cá chưa? Có. Ổng rồi đúng chứ chạy đây cái ổng bẻ kìa. Trời ơi công tình là mày là
mới trúng được một bữa mà cũng không có được tiền nữa. Thấy tình cảnh anh thấy tội quá thôi. Chơi ký bẻ kèo ngang lãng nhất rồi. Bây giờ tính đi cân nhưng người ta nói giờ ta không mua nữa mọi người. Giờ em cũng không biết đường nào mà để tính bẻ, được chân bẻ kèo ngang. Ôi trời, ngồi muốn khóc luôn á. Mua bẻ kèo mà không bán mình một tiếng nữa trời. Kỳ vậy. Trời ơi, bao nhiêu cá đây nè. Công sức làm hôm qua tới nay, rồi hồi sáng tới giờ thì tranh thủ làm, nhịn đói nhịn khác. Lâu lâu được bà cậu đãi nữa mà bây giờ không có tiền. Bán không được, không có tiền mọi người ơi, giờ không biết sao luôn. Trời ơi, cá dày hết trơn á. Trời ơi, nó dày tới chứ đâu có dưới luôn cả nhà. Về lựa cá bự này ra nghĩ bán chợ rồi nè. Cũng còn con sống nè, mấy con ở dưới là nó còn mà mát đó, tại mấy con ở trên nắng quá thôi. Thì ổng nói ổng vô hùng đá đi thành phố chạy về đi, chạy về cái đồ bẻ kẹo. Bây giờ đi lên xe tét có kịp không? Đi xe tét coi người ta có mua không? Cá ra bự vậy đó. Bây giờ chê không chê gì, ví dụ như cá nhỏ thì người ta mua rẻ. Lên solo cá mồi hết. Cá mồi thì cá chết đó phải không? Thì mua cá chết, cá con nữa phải không? Cá mồi là hạng bét rồi phải không? Solo mấy ngàn ký bán gì? Về giao mới cá ủ mới. Còn mới ủ dành tứ cây vườn cũng như coi nay mình hắt đi đang lòng tông mà vô vậy nè. Đang lòng tông thì nhẹ nhàng khỏe quá rồi. Lòng tông quá mình hơi khô này kia được cũng được, nó cũng mắc liền lòng. Cái này hơi khô được không? Trời ơi, màng sao nổi à. Màng không nổi tại vì cái ngạnh nó nhiều quá phải không? Đâu mà nổi, ví dụ lòng tông cắt đầu ngang cái rồi xong, đâu càng cắt đuôi à. Còn này ngạnh quá rồi, ngạnh là phải nổi là 500 kg này chắc rồi. Nhưng mà khô cái này có ai làm khô không? Có làm khô. Khô có phải xẻ không hay là để vậy? Có con nhỏ ở nhà cũng dặn 1-20 kg làm sẵn. Khi làm sẵn mới mua hả? Những phơi khô. Nhưng mà quan trọng lại mà nổi không? Chắc ăn mặn không nổi rồi. Trời ơi, nhìn tình cảnh em thấy đau lòng quá trời thôi. Không giờ mà không biết đường cảnh nào bây giờ á. Nó bằng công sức đổ đi hôm qua nay nè ơi. Lòng tông lại không bao giờ chết. Dạ. Biết sao không? Con lòng tông nó không có đổ nhớt. Dạ. Còn con cá này thì đổ nhớt màu chết. À. Nó mất nhớt là chết ha. Tại vì nó ra nhớt đó rồi. Cái nước nó lên hồi chết. Còn lòng tông xù này rộng 100 kg đâu chết nổi. Chung cái này cũng mới chết hả, trên nó nóng quá nó chết chứ còn ở dưới là nó còn mấy con còn sống hết trơn rồi nha. Mà giờ bán không được. Giờ không biết đường nào bán luôn. Mối giờ bẻ kèo. Còn bán ăn lẻ thì nhỏ quá người ta cũng ngán quá sao đoạn. Mà nhiều quá người ta ăn bán lẻ giờ cũng đâu được nhiều đâu. Bán cũng được mấy chục ký là dữ lắm rồi. Anh em mình đang ngoài giữa sông. Ơi. Nếu mà bữa nay người ta cân cho ảnh như đúng như dầu kèo buổi sáng giờ thì ảnh nói tệ lắm cũng được 10 triệu cơ nha, cũng được mười mấy triệu á. Biết đâu hên mười mấy 20 triệu không chừng nữa đó, cái đó là giá nhẹ, giá ít nhất á. Rồi sáng mình thấy em mừng thầm cho anh luôn á, em nói trời ơi bữa nay đỡ quá rồi. Cái xuồng ảnh thì vô nước suốt tháng rồi cả nhà ơi. Cái này là do sao không chét lại hay sao mà để vô nước hoài vậy? Tại vì
tét nước vô đặng đặng cho đồ con cá lượng nước nó nhiều. Thì nó vô trong đục được rồi. Còn nhưng phần... mà cái đục nó bị nổi, phải đổ nước đây bắt đầu xuồng nó chìm xuống lại. À, hiểu rồi. À. Rồi thôi em về anh ơi. À, cả nhà thấy không? Nhiều khi kiếm đồng tiền chày chặt lắm. Nhiều khi thấy là đã có tiền trong túi rồi đó anh vậy á. Ờ mà vẫn bị vuột, vẫn bị rớt tiền cả nhà. Chắc cú luôn rồi, về tới nơi bể kèo. Thì đó. Mình hy vọng ví dụ như khán giả mình xem cái clip này và biết được cái tình cảnh của ngư dân mình ở đây kiếm cá cực khổ, mà nhiều khi có cá mà bán không được vậy á. Nếu mà ở trên Sài Gòn hay ở địa phương nào có bà con cô bác nào có thu mua cá như số lượng như vậy nè, lâu lâu như nói chung là anh Nghĩa cũng đăng thường đó mọi người, nhưng mà bữa nào nhiều như vậy á thì nếu mà có ai mua thì mình cho số điện thoại trước á, cái mình liên hệ với anh Nghĩa để bữa nào có cái anh Nghĩa điện trước để bán được cá cả nhà, chứ như hôm nay là bán không có được. Thấy rất là ổn nữa, cá ngon mà không được người nào ăn hết trơn á, giờ mình phải chỉ ăn được số ít thôi, còn như là đem ủ nước mắm hoặc là đem cho làm cá mồi à, ổn quá cả nhà ơi. Mong rằng cái clip hôm nay được tới được nhiều khán giả, với lại tới được người xem là những cô bác nào mà thu mua cá, xem giùm có gì liên hệ giúp đỡ giùm anh em ngư dân để cho bớt phần nào cực khổ, lâu lâu được tiền nhưng mà lại gặp sự cố như vậy, mình rất là đau lòng cả nhà. Thôi em về. Thôi cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai.